con cũng đoàn với con nhiều nữa sau. Nói giờ anh điện là điện từ hôm qua chứ tới 6 điện kia nữa. Làm mà 6 điện vừa mua mấy giờ 6 nữa. Đây là ngồi đợi lâu lắm chị. Hôm qua anh thi mới xong. Thì anh phải điện từ hôm qua để anh đặt sáng nay chứ còn tới 6 mà điện vừa mua nữa. Giờ mấy đứa chưa đi chứ. Tay ngồi đợi thế chứ em có hàng làm liền mua. Muốn làm liền đặt trước một ngày chứ. Xí gãi đó nghe, gãi phần ngồi nó cũng tước được phần ra một lớp nửa mám nữa mà dính luôn. 60 đó con. Cái gì lấy thêm serum đi. Có chị màu vàng không? Nó càng bám đúng không? Còn chị đỏ là cam không? Nó bao trước đánh kem ngày 2-3 lần vậy đó mình được. Không đánh kem đánh cái serum không được. Người trời ứng chuyện nhanh quá mày. Lạnh báo để báo chứ. Dạ. Thấy là nó làm nhanh có rẹt nó lặn xuống liền luôn. Lặn nhanh hết á. Dạ. Nhưng mà thấy là chuyện nhanh khủng khiếp anh ta. Đoàn nén cái mù với không nhận nhanh thiệt không. Trời làm nhanh được. Cái trời hè mới hư thì y luôn. Thôi mà cái máy này thấy sướng vậy nè. Dạ, cô vô cái nén mới sướng. Rõ. Rõ nét mình nhìn cái gì hả? Ừ, ngồi sướng mà mình ấy hơi xíu hồi này ngồi này còn có đóng nữa nhìn tráng sướng hơi xíu không quay video để nhiều á kia mua rồi á, có lòng thích kia mua có tiền. Đang đứng mẹ cũng sợ, mắt mau quá cho nó đào kinh. Nếu là bà bán là bà bán Nhi. Ủa? Sáng thì cà xe ô tô lên hả? Mình đi chở hết cho nó. Ngày thứ 6 là chết cho luôn á. Dương tưởng mẹ 31. Mà mẹ ngày 1, 6 ngày 1. Em phốt rồi cái điện của phối cái gì nữa. Cái mẹ nhiều mà nghĩ không? Cái mẹ mới 31. Mới 1 rồi trời ơi. Mẹ là nó người đi hả? Mẹ
chị chơi á, chị chờ mới đây chị. Cái tấm rưỡi á, đua sớm không á, nhiều trạng thái chi mối trà. Em vô cái mô đó. À. Chị cứ ngồi nhà ngồi hả? Ở vô đấy hả? Ý là chị ở trong Huế chứ, chứ đâu ở Hà Nội đúng không? Anh nó qua bên kia rồi. Thế. Họ ở Việt Nam thì không có việc làm, cái thao tung qua Mỹ cái chống dịch thấy chị chồng gì Phương á. Thế là nó có quốc tịch bên Mỹ rồi mà nó cứ về Việt Nam làm bên đây thôi, làm phiên dịch rồi đó. Mà không có việc du lịch đại qua Mỹ lại làm. Qua Mỹ thì dính dịch hết về luôn. Mình đi ôm hai đứa nhỏ. Nhưng mà chồng của chị vậy đó, chị Thị nữa nè. Chị anh gần hết visa ở đây. Chồng cơ thì cũng tịch rồi. Nhưng mà làm Việt Nam, làm Mỹ. Thế là Việt Nam, Mỹ, Mỹ Việt nào làm việc à? Có tịch Mỹ, Việt nào làm việc. Sướng hơn. Mà nơi làm quân lực, làm 8 chân, làm kia không làm hẳn, đâu bao nhiêu tiền đó. Xong còn gì thì về đây buôn bắt đồng sản với qua Mỹ nửa tháng là về chứ mất. Nhiều nhất là tháng. Đi thì ấy đi xa thôi. Mỹ mà ở chứ thì chẳng có ai khổ, mình đi qua Mỹ thì là còn không đúng muốn đi học luôn thôi chứ. Anh chịu Covid là nhất luôn á. Biến cái biến thể nó nhiều lắm. Nó rau nó từ đầu ra và đợi đợi với bo hơn 30 phút lần đó. Nó tước thì biết mà đời mà. Làm đây, ông làm với chị thì. Rau cũng bị chót rồi mà. Đường máy mình thấy rau bị chót như bây giờ. Hương đường máy con rồi. Em hai thằng lắm. Thằng năm nay đại học. Nó không học. Nó học nghề. Thằng lớp 10. Con em lớn rồi. Cái em lớn. Em năm nay được cỡ ba máy là 40. Em 42 rồi. Đó thằng lớn kìa. Lớn học. Tôi mua anh. Tôi mua đủ về xã anh luôn á. Mà là nay 39 thôi. Chú đi hả con? Đi nghỉ không ngon nghe. Thép quỷ dưới đây.
Ừ, xe con mấy bữa mày mua bảo hiểm cho con chưa đó thầy? Mua đâu? Có gắn cái gương vô giùm cái, để giùm cái. Không chịu gắn gương thầy nó lì gớm ghê luôn á. Chứ không sao, cái con thổi lại rồi, nó lục ra nhiều cái nữa. Chưa có bằng lái xe nữa. Phải, phải, bên phải xin nhanh đàn cho ông Phật. Đúng rồi. Không nghe điện thoại dọc đường. Cho ông Phật đủ ngồi hình thức vào. Đi dịch nên không làm được mấy tháng đói. Ngớm lắm, bắt khiếp lắm anh à. Bắt đủ trò, đứng nhiều đường ghê đó. Liên chịu đứng nhiều lắm này, Liên chịu là khiếp nhất luôn á. Thường thường tháng mới bắt thu mấy chục triệu. Ở trong thành phố ít bác ở đang quần ban này, đi chịu bác ghê lắm. Đi ra thành phố như vậy cũng bán thở. Bán thở ở trong lòng gắt, hôm nay gắt trúng mấy tiếng đường, anh ở dưới lên biết nè. Tiếng đường mà đứng ngoài. Em thấy liền đi đã phải rồi là không xin nhanh rồi nhưng không thở. Bữa nay đói rồi là dịp đâu. Mới mèo ra một. Nó đúng rồi rải phải rồi trái dùng hệ sinh đúng đâu. Hắn không lái luôn lấy tiền luôn. Anh bữa trước rải phải mà không xin nhanh xíu mà hắn thâu đưa hắn lấy chưa 200. Phát hồi luôn đó. Lấy tiền tươi đó chứ không có lấy tờ gì. Cho tôi để tôi điện bây giờ tôi lấy giấy tờ tới chứ không thâu đâu của. Đưa anh em mấy trăm uống nước mà thâu được cho ai rồi đưa. Đỡ rồi đó, nhiều nhưng mà đỡ đó, bữa nó gớm lắm, màu đen dữ lắm. Nó thì chịt hơn. Còn có tàu nữa nè hè, gặp. Quầy Hương uống nó ép gặp mẹ đó. Còn chị Hương hôm qua mới gặp chị mà không biết ai luôn. Mặt mạc là quá, đó rồi cái hôm qua dặn cô vô đằng mùng đấy. Bà dục vô bà đấu gì đó, nhìn ra bỏ luôn. Là có máu serum chị á, dưỡng đó. Mà chiều tối đó, thì mạng vô có gì có nhìn thấy mà, sao không biết người mô luôn. Mà cái chị Hương mới gặp chị ngắm qua, không biết ai luôn nhìn được. Em qua dặn cô đó, mới biết dặn cô thôi. Chị mới nói mấy ngày đây bận một tuần, tranh thủ đi sớm. Giờ còn lấy nội thì sơ vậy. Đi ái nè, đi về khó. Chứ mà ghi 4:30 em bơ tên thay em dự hơn á. Để em cái tờ nữa. Tiền em hổ á. Mấy cái thằng riêng đầy thoáng đẻ xỉn đó. Đẻ toàn cây không. Tụi mùi đã ăn tre không. Tụi mùi tre không hả? Ăn tre thằng lớn mà em bón. Đó mà thì đẻ sớm hung nè. Ừ, lại tôi bắt chồng. Đẻ sớm gớm ghê nè. Con em 18 lên 19 đó. Còn là nó 5 tuổi rồi. Nó đẻ trước đây nam 6 tuổi luôn. Ừ. Chịu sướng. Lại tôi bắt chồng 18 tôi có con. Thôi cuối cùng chịu sướng đó. Con cũng nấu xăm đỏ thì sướng. Lớn thì lo nhập dạy thôi chứ. Lớn khổ lắm. Thế mà con em lớn luôn mình lo hết sao khỏe. Còn con hắn hồi hắn lo. Hắn lớn mình đỡ trách nhiệm. Chừng ở đâu mà cho cháu nội ở đâu không giữ cho hắn. Thì giữ nhưng mà ý là mình vẫn khỏe hơn là trách nhiệm của tụi hắn nàng hơn mình. Chứ còn con mình mà mới trách nhiệm nhiều em nói thiệt. Em chẳng cháu kì. Mình thương mình lo được lo không có phải trách nhiệm của mình. Con á, em đã không có cái mình em nuôi con á. Muốn dẫn trưởng thành để mình khổ. Kêu con kẻ rồi hư hẳn rồi. Hắn qua tụi trưởng thành là ok. Hắn hư kì hắn. Hắn chịu ra trách nhiệm với xã hội. Hãy thì cắn qua 18 tuổi là em đo tới. Nói đâu nghe nữa. Em qua 18 tuổi là em không chịu trách nhiệm nữa. Mình chỉ đang lo nó nói cho con. Nó thì sĩ quan nó vô cái chê lương ít, đang lấy tiền mua nuôi vợ. Nhìn nó mấy triệu lấy tiền mua nuôi vợ.
Rồi ngồi đi học bếp nấu cho nhiều tiền hơn. Em hối hận. Hối hận chị làm bếp thì là làm cực quá cả đêm cả ngày. Sao phải dễ chi đâu. Chị quan mà y tế của tốn tiền bảo bệnh viện viện kia hết phải ra. Thì chị quan phải còn có cậu làm sếp đỡ cho không vô làm nó thì ngon quá rồi không chịu. Mình lương tháng 5-6 triệu, 5-6 triệu thì tự lây. Nó gầy dò về mới lây cái phòng. Chê đấy không thèm đi. Bếp rồi hấu hả? Kêu gì bếp làm thoáng mới gì mái chị. Cũng nghĩ nhanh luôn. Sao? Mà. Từ nhỏ lẫn đứa đó. Thì chú Quân thì mới nói thì có 5-6 triệu. Mà thời gian già chưa lên được 7-8 triệu, 9-10 triệu. Chị hư mới được 10 mái triệu. Thì dân đạo cũng mấy sĩ quan cũng có thì mình hậu chứ bây giờ em thâm nhũng rồi không thâm thì đó quay mồm giờ thâm nhũng thì nếu tính lương ba cặp ba đầm thì chẳng thèm mua sống nào hết trơn á, thèm mua cũng thâm nhũng trơn á, không thì sống được lương công an với bộ đầu thì sống được chi. Công an thì nhờ móc lọt bắt dân mời ăn nhờ bị thân sĩ quan thì ăn sáng ăn mất đủ trò chạy chọc mấy tới hủa tham sức khỏe không là thấy là có tiền rồi đó. Tới quán nhiều nhà nghỉ rồi quán nhậu rồi tới vừa ra hội thăm là thấy mang khỏe đó có tiền liền tháo thời gian lo đưa tiền khách sạn nhà nghỉ là tới tháo tự động lo đưa tiền đúng hàng là lên thôi lẫn xe lính tới chứ chuyển động đâu thành tới đâu xe lính thầu tới đồng chi lính tới là bắt thua là bỏ bị thư lính thì gì cho sếp gì gọi sếp lo mình tới rồi. Mà cặp ở đồng thằng nào có ô tô hết. Lươi rất là sống cái chay, nuôi giờ con là đủ chưa mà ô tô. Hai cái mồm đủ. Ở Việt Nam mình là không có chuẩn bị về hưu là bị lâu rồi hết. Cứ bị chuẩn bị về hưu là bị lâu rồi đi tù hết. Xả mũ ra hết. Tắt thành con rồi đi ra ngoài trong Sài Gòn dính hết. Dạ, ông mồ dính hết lâu từ đường dây từ đây ra người ông chúng nữa, ông chúng là đi đâu nữa. Nhọc thì. Nghe ông tiền là đóng đó rồi mà còn thơm nữa. Như đứa sống ăn nhờ đi quá lớn tuổi rồi. Tiền ai chi trái trời. Mình có ra về tiếng bọt mà gửi ngân hàng không ăn không mất tiền lẻ. Bởi vì họ thôi mà họ mới chết chứ còn nếu ông như đứa ông làm liêm sĩ bớt nó liêm chính bớt đây ăn ăn dừa dừa với kính thì dừa dừa thì đến nổi đi đi. Thành phố mà cũng có bí thư chủ tịch gì hết hết. Một xạo nó cho là một xạo đi hết. Lâu hết. Mình nản mình không ai nhìn đón đâu. Thì chủ tịch phó chủ tịch. Thế không nào? Họ một nguyên cái chân rết đi ông mà dù to lắm chứ dính đó được. Đi đi đòn lắm. Nhưng nó ở tù mà thằng nó ở tù cũng xuống mà. Tân An chị là có bếp nấu đem vô cho ăn món. Mày mua món chị có món nấy chẳng qua là ở trong đó không được ra ngoài thôi. Mà sống đường khổ giờ thì ở trong cái tù. Thì ta lên lửa lên không không đó, đi trong đó 18 tháng mới đào đào. Cho nó nhục, trừ ra là nhục nữa chứ. Để làm gì rồi? Hết lòm, hết ăn luôn. Điên rồi, điên cùng chí mối rồi trời. Hết thờ đủ xử đó chứ. Nó cho nó hồi quân chức là cái tính cách quen rồi. Thời quân chức là mới trở coi trời bằng vung. Hay Út ăn chơi quen rồi. Mới trở chơi toàn cái trò đầu trì nữa. Thì ghé rồi đổ bia rồi uống rồi mới cho trao nhiều trò đó mới cho nó là còn có nhiều tiền mới cho cần trò tiêu khiển cho mồm rửa chân mới trò nấy chứ ghé rồi nó uống chứ đem bây giờ đây toàn trò nhớt nhúa không à ngâm bia mới cầu nó uống bỏ thức ăn người ngầm của ăn cho mới cho trao toàn trò độc công giàu quá là tiền mình đi xin bại tiền xây nhà mấy tầng mình sáp lại cũng không hết nữa
Nó có tiền để em làm từ thiện và bớt làm nhà cho người nghèo là ở đó có gì. Ừ. Ông chị Chi mua không? Ông chị và ông chị phó chủ tịch ở quận nhất thành phố Hồ Chí Minh ông mà ấy chúng đường dịch loạn thôi. À, ấm nó nữa hả? Thà tao không sùng mầm lắm luôn kìa. Cho nó hả? Tao không sùng cho lắm luôn đó. Cho nó là từ lần cho chống lại cho nó lại ra ra liền. Dịch thứ hai nè, phải đặt dịch thứ hai đó. Anh làm hướng thiệt đó chứ, ông nó làm kinh. Nói chồng vừa thôi, siết quá cũng không được. Siết quá, dân Hà Can thì đâu có chịu nổi. Mình vẫn có nhu, có cương, ông lòng quá. Ông ấy làm hơi quá. Can mà can quá. Xong chưa cô? Xong rồi con, đau quá rồi mà hết luôn rồi. Tuần sau 5 ngày đi. Thank you for watching my video.